chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Và một ngày mới mình xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cái mẫu nhà phố liền kề cấp 4 các bạn, với cái chiều rộng là 6,5m và chiều dài là 12m các bạn. Đây chính là một cái mẫu nhà phố liền kề cấp 4 mà được rất nhiều bà con mình lựa chọn xây dựng các bạn. Trước mắt các bạn đó chính là một cái dãy nhà phố liền kề được thực hiện với một cái mẫu nhà phố duy nhất các bạn. Và hiện tại ở đây là nó có 5 căn nhà phố liền kề với cái mẫu này các bạn. Và mình cũng cảm thấy rất là thích cái mẫu này vì cái mẫu này được rất nhiều người ưa chuộng các bạn. Do đó là mình sẽ chia sẻ cái mẫu nhà phố này gửi đến cho mọi người. Đối với những cái chủ đầu tư mà có cái mảnh đất nó khá rộng các bạn và xây nhà cấp 4 liền kề như vậy đã bán thì cũng là một cái hình thức kinh doanh mới hiện tại bây giờ các bạn. Vì nhu cầu nhà ở nhỏ nhỏ là cái tầm giá đó khoảng từ 300 cho đến 400 các bạn, thì cái nhu cầu của nó hiện tại đang rất lớn cho những cái gia đình trẻ, công chức đó các bạn, viên chức, công nhân lao động mua nhà để ở các bạn. Thì cái nhu cầu này hiện tại nó cũng đang rất là lớn các bạn. Đó cũng chính là cái lý do mà mình thực hiện cái video này gửi đến mọi người tham khảo. Cái nhà phố này nó có mặt tiền rất là rộng các bạn, với 6,5m các bạn, và được thiết kế với một cái màu nhấn, đó chính là cái màu xanh da trời các bạn. Còn cái màu nhấn là màu xanh da trời, còn cái màu nền nó cũng là cái màu xanh nhạt nha các bạn. Có thể nó rất là nổi bật. Nhà phố này được thiết kế rất là chỉnh chu các bạn, có cái cổng sân và cái hàng rào phía trước các bạn. Và từng cái căn như vậy nó đều tách rời hết đó các bạn. Trước mắt các bạn đó chính là cái phần cổng rào và cái hàng rào các bạn. Có cái sân nhỏ ở phía trước thì khoảng 2m các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn tiến vào trong và tham quan và tìm hiểu cái nhà phố cấp 4 liền kề này cùng mình nhé. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái khoảng sân phía trước rộng 2m nè các bạn. Đây chính là cái cửa đi hai cánh bằng sắt sơn chỉnh điện màu trắng các bạn. Cái điểm nhấn của cái mẫu nhà cấp 4 liền kề này đây chính là cái vách kính lớn mà mấy anh thợ đã đang thực hiện các bạn. Mặt tiền thì được thiết kế rất là đơn giản các bạn, cái studio ở phía trước dược cấp. Chỉ sử dụng cái màu sơn làm cái điểm nhấn thôi chứ không có ốp gạch nha các bạn. Có thể nói cái nhà này cái độ thông thoáng của nó ở cái mặt tiền nó rất là cao, vì do cái mặt tiền của nó rộng các bạn, rộng tới là 6-5m. Hiện tại thì cái nhà này nó cũng đang trong cái giai đoạn hoàn thiện các bạn. Em ơi, cho anh hỏi là bây giờ cái cửa sắt này nè, bây giờ mình làm là hoàn thiện luôn là bao nhiêu tiền một mét vuông? 1,4 triệu hả? 1,4 triệu một mét vuông hoàn thiện luôn phải không? Còn cái vách kính này là cũng vậy luôn hả? Cái vách kính này cũng 1,4 triệu luôn hả? Hay là nó rẻ hơn? Trên 1,4 triệu vì kính nó nhiều hả? Cường lực đúng không? Và bây giờ xin mời các bạn tiến vào bên trong để cùng tham quan cái nhà cấp 4 liền kề này nha các bạn. Nhà này được thiết kế là hai cái phòng ngủ các bạn. Vì giờ cái nhà này nó cũng đang trong cái giai đoạn hoàn thiện các bạn. Mấy anh thợ sắt đang hoàn chỉnh cái vách kính ở phía trước để mà tiến hành giao nhà cho khách đó các bạn. Vị trí các bạn đang đứng đây là cái phòng khách đó các bạn. Cái nhà này được ốp gạch cao lên 1,2m nha các bạn. Đây chính là cái viên gạch nhấn màu đỏ nâu.
Trần thì được đóng trần khung xương nổi 6 tấc vuông nha các bạn. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái phòng khách và nhìn ra các sân có phía trước các bạn, rất là rộng thoáng và độ lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt. Cái điểm nhấn của cái nhà này đó chính là cái vách kính cường lực nằm phía bên tay trái thôi các bạn. Cái gạch nền thì được lát gạch là 50-50 màu trắng dân giả đá mebo các bạn. Và đây chính là cái khu vực bếp. Bếp hình chữ L rất là đơn giản các bạn, ốp gạch 80-80. Đây là cái vách ngăn tường 20 được xây dựng cấp và ngăn giữa cái phòng khách và cái khu vực bếp. Cái nhà này sử dụng cái tông màu rất là đẹp các bạn, cái tông màu dài đẹp, cái tông màu xanh da trời á. Tường thì vẫn được ốp gạch cao lên 1m2 nha các bạn. Nhà này được thiết kế là hai cái phòng ngủ, một cái nhà vệ sinh, một phòng khách, khu vực bếp và cái sàn nước rửa phía sau. Đây chính là cái khu vực mà cái sàn nước ở phía sau rồi các bạn. Giờ mình đang tiến vào trong cái phòng ngủ đầu tiên. Cái phòng ngủ này với cái chiều rộng đó là khoảng 3m các bạn. Trần thì vẫn được đóng trần khung xương nổi. Còn đây chính là cái khu vực nhà vệ sinh rộng 1m2 nha các bạn. Nhà vệ sinh thì được ốp gạch cao lên tới trần, có những cái viên gạch nhấn. Setup cái nhà vệ sinh này cũng rất là đẹp các bạn. Cửa thì được thiết kế đó chính là cửa nhôm. Đây là cái vách mặt tiền được trang trí bằng những cái chỉ ngon âm được sơn màu xanh nè các bạn. Sino thì được đúc sino. Còn cái điểm nhấn của ngôi nhà này chính là những cái chỉ bảng và cái chỉ âm được nhấn như một cái màu xanh nước biển. Vì cái phần nhân công một cái mẫu nhà cấp 4 như thế này thì theo như mình tìm hiểu được biết thì nó dao động thì khoảng 800.000 các bạn, 800.000 một mét vuông. Còn về hoàn thiện một cái mẫu nhà cấp 4 như thế này thì nó dao động khoảng 3.800.000 một mét vuông các bạn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà cấp 4 với cái chiều rộng là 6,5m, chiều dài là 12m, nhà phố liền kề, gửi đến bà con, cô chú bác và anh chị có thêm một sự tham khảo và sự lựa chọn trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.